Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 26 tháng 12 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Các bạn thân mến, trong phần đầu tiên của bản tin sáng ngày hôm nay thì mời các bạn đến với lịch thi đấu vòng đấu thứ 8 của V-League năm nay với trận cầu tâm điểm giữa Công an Hà Nội và Bình Dương. Tiếp đến thì mời các bạn đến với nội dung huấn luyện viên Philippe Troussier gây nhiều bất ngờ với danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup. Một lần nữa thì lựa chọn của ông lại gây ra những tranh cãi xen lẫn âu lo. Cuối cùng là nội dung huấn luyện viên Philippe Jourdain đang gặp phải không ít khó khăn cho bài toán hàng thủ của đội tuyển khi mà Ngọc Hải hiện còn bỏ ngỏ ngày trở lại thì một cái tên khác cũng vừa gặp vấn đề. Trung vệ này báo tin không vui khiến huấn luyện viên Philippe Jourdain đau đầu cho bản danh sách Asian Cup. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá. Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Các bạn thân mến, vào lúc 19h15 ngày hôm nay, 26 tháng 12 thì vòng 8 của V-League 2023 sẽ diễn ra trận đấu giữa Công an Hà Nội và Bình Dương. Và như thường lệ thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ để link xem trực tiếp trận đấu này trong phần mô tả và phần top comment của video. Mời các bạn cùng đón xem. Hiện thì Công an Hà Nội đang trải qua những ngày tháng khó khăn với ông Gong Oh-kyun. Đội bóng lực lượng vũ trang hiện là vẫn chưa biết mùi chiến thắng trong 4 vòng liên tiếp, hòa 2 và thua 2. Mới nhất thì nhà vô địch của V-League thua 1-2 trước Khánh Hòa, đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều ở thời điểm này. Với chuỗi 4 trận chỉ biết hòa và thua, Công an Hà Nội đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 7 vòng. Đây rõ ràng là kết quả không thể làm hài lòng với ban lãnh đạo đội bóng này. Và không để cho Công an Hà Nội chìm sâu hơn nữa vào khủng hoảng thì ban lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu có những động thái khá mạnh tay. Theo đó thì ông Gong Oh-kyun cùng ekip sẽ bị treo quyền chỉ đạo cho đến hết trận gặp Bình Dương ngày 26 tháng 12. Người được lựa chọn thay thế cho ông Gong tạm thời chèo lái Công an Hà Nội là giám đốc kỹ thuật Trần Thế Đại. Việc ông Đại, một người rất am hiểu câu lạc bộ, quay trở lại nhiếp chính được xem là điều tốt nhất cho đội bóng này vào thời điểm này. Ông Gong chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một câu lạc bộ chuyên nghiệp, đồng thời ông thầy người Hàn Quốc cũng cho thấy mình chưa thực sự hiểu hết về Công an Hà Nội. Kể từ khi dẫn dắt đội bóng này, thay vì ổn định bộ khung có sẵn và nâng cấp nó lên thành phiên bản tốt nhất thì ông Gong lại tự triệt tiêu sức mạnh của đội bóng bằng những thay đổi về nhân sự hơi khó hiểu. Điều này được xem là nguyên nhân chính khiến cho đội bóng lực lượng vũ trang có màn thể hiện là không như kỳ vọng thời gian qua. Bên kia chiến tuyến thì Bình Dương đang cho thấy sự lột xác mạnh mẽ của mình. Sau mùa giải trước chật vật trụ hạng, đội bóng đất thủ bỗng rũ bùn đứng lên một cách mạnh mẽ, không thể ngờ được. Đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu mùa giải. Họ đang có chuỗi được 5 trận bất bại trên cả hai đấu trường. Trong 4 trận gần nhất ở V-League, Bình Dương chỉ hòa 1 và thắng 3 trận liên tiếp. Mới nhất thì Tiến Linh và đồng đội cũng vừa đánh bại đối thủ rất khó chịu là Thanh Hóa trên sân nhà. Với 16 điểm có được thì Bình Dương cùng với Nam Định đang chia nhau 2 vị trí đỉnh bảng. Đây rõ ràng là một kết quả rất ấn tượng của câu lạc bộ từng được coi là Chelsea của Việt Nam. Ở chuyến làm khách tới đây thì Bình Dương sẽ tiếp tục không có được sự phục vụ của trung vệ Ngọc Hải. Thủ quân của tuyển Việt Nam đã dính chấn thương cơ và sẽ chỉ trở lại trong khoảng 2-3 tuần nữa. Đây là tổn thất không hề nhỏ với Bình Dương. Tuy nhiên thì ông Lê Huỳnh Đức có thể an tâm phần nào khi Đình Khương, người được đặt niềm tin để thay thế cho Ngọc Hải, đang có phong độ rất ấn tượng thời gian qua. Về phía Công an Hà Nội thì họ có được đội hình tốt nhất sẵn sàng cho cuộc tiếp đón đội khách đến từ miền Nam. Sự trở lại của ông Tiến Đại được kỳ vọng là sẽ giúp cho Công an Hà Nội tìm lại sự khởi sắc. Tuy nhiên thì Bình Dương hiện tại cũng đang có phong độ rất cao và quan trọng hơn là họ đang có sự tự tin. Công an Hà Nội đặt mục tiêu là giành 3 điểm, nhưng đây là trận đấu không hề dễ dàng với họ. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, ông Philippe Troussier gây ra nhiều bất ngờ với danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup. Một lần nữa, lựa chọn của ông lại gây ra những tranh cãi xen kẽ âu lo. Vậy thì liệu ông Philippe Troussier dũng cảm hay là liều lĩnh? Trước ngày quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ ở quê nhà thì ông Philippe Jourdain chính thức công bố danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Asian Cup sắp tới diễn ra tại Qatar. Cụ thể thì như đã chuyển các bạn, Ông Philippe Troussier đã gọi tập trung 34 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và sau một tuần tập luyện sẽ rút xuống còn 26 người. Cùng ông chinh phục giải đấu lớn nhất của châu lục diễn ra vào đầu năm sau. Đáng chú ý là song song với việc lên danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự Asian Cup, ông Philippe Troussier cũng đồng thời tập trung đội tuyển U23 với 29 cầu thủ phục vụ cho vòng chung kết U23 châu Á. Với khá nhiều cầu thủ thuộc biên chế lứa U23 cũng vẫn còn nguyên cơ hội tham dự Asian Cup bởi nằm trong danh sách sơ bộ gửi đến AFC. Nhìn vào danh sách đội tuyển Việt Nam vừa được công bố thì có thể thấy thuyền trưởng người Pháp cũng rất dũng cảm khi quyết định triệu tập nhiều cái tên mới lần đầu tiên xuất hiện dưới triều đại như là ở Hải Long, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh hay là Phí Đăng Nguyễn. Bên cạnh một số cái tên quen thuộc cũng vừa trở lại như là Văn Thanh, Thành Trung, Quang Hải so với lần triệu tập gần nhất khi tham dự hai trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026. Bên cạnh việc gọi những gương mặt mới mà cũ này thì ông Philippe Troussier tiếp tục lại kiên định bỏ qua Văn Quyết, không được sử dụng trong các trận đầu tiên của vòng loại World Cup, Hồ Tấn Tài, Hồng Duy và một vài cái tên khác đang có phong độ cao tại V-League. Quyết định này có lẽ xuất phát từ lý do không phù hợp hoặc là ít thích nghi với lối chơi mà thuyền trưởng người Pháp mong muốn hơn là về chuyên môn. Bên cạnh quyết định có phần kiên định và dũng cảm, ông thầy người Pháp còn có một vấn đề khiến người hâm mộ không khỏi âu lo với đội tuyển Việt Nam khi tiếp tục giữ nhiều cầu thủ trẻ trong danh sách. Có đến 1/3 đội hình nằm trong độ tuổi U23 xuất hiện, chưa tính một số cái tên thuộc biên chế cứng tại đội tuyển U23 tập trung song song, cạnh tranh vị trí với các đàn anh trên đội tuyển quốc gia cho những suất dự Asian Cup. Chưa bàn đến việc ông Philippe Troussier dùng người ra sao, nhưng một điều chắc chắn không phải ai trong số nhóm cầu thủ trẻ này cũng đủ sức hoặc là có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhóm đàn anh có kinh nghiệm, có chuyên môn tốt. Dù chưa đặt mục tiêu một cách chính thức nhưng ở Asian Cup tới đây thì Việt Nam sẽ được hiểu là phải vượt qua vòng bảng. Nên nếu thất bại thì ông Philippe Troussier sẽ đối mặt với tương lai là không dễ dàng. Chính bởi thế mà việc dùng suất cho các cầu thủ trẻ đang khiến cho nhiều người phải âu lo cho chiến lược gia người Pháp. Các bạn thân mến, ông Philippe Troussier đang gặp phải không ít khó khăn cho bài toán hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Khi Ngọc Hải hiện còn bỏ ngỏ ngày trở lại thì một cái tên khác cũng vừa gặp vấn đề. Theo tìm hiểu thì trung vệ Thành Trung sẽ không thể cùng câu lạc bộ Hà Nội tham dự trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 27 tháng 12. Trung vệ này đã bị đau sau trận gặp Hà Tĩnh ngày 22 tháng 12 và được cho nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn. Nếu không kịp hồi phục và lỡ cơ hội với tuyển quốc gia Việt Nam thì đây có thể xem là điều đáng tiếc với trung vệ này. Thành Trung vắng mặt trong những trận gần đây nhất của đội tuyển quốc gia, tuy nhiên thì sau đó đã nỗ lực ghi dấu ấn ở câu lạc bộ Hà Nội được ông Philippe Troussier lựa chọn. Đáng tiếc là chấn thương lại xảy đến với anh. Tuyển Việt Nam sẽ lên đường đi Qatar ngày 5 tháng 1, bởi vậy mà hơn 10 ngày tới cũng là quãng thời gian để cho Thành Trung chạy nước rút trong việc bình phục. Dự kiến Thành Trung sẽ cùng với Ngọc Hải, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Hải Long sẽ tập trung với tuyển quốc gia từ ngày 28 tháng 12, sớm hơn các đồng đội 3 ngày. Ông Philippe Troussier dự kiến sẽ bố trí nhóm cầu thủ này tập cùng với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cầu thủ đang gặp chấn thương như là Ngọc Hải hay là Thành Trung. Trường hợp đáng lo nhất có lẽ là trường hợp của trung vệ Ngọc Hải. Trung vệ này đã bị tái phát chấn thương cơ đùi từng gặp phải ở trận giao hữu với Trung Quốc hồi tháng 10. Dự kiến sẽ phải đến sát ngày tuyển Việt Nam đá trận mở màn gặp Nhật Bản ngày 14 tháng 1, Ngọc Hải mới có thể bình phục. Còn với Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Hải Long thì ba cái tên này lần đầu được ông Philippe Troussier triệu tập. Bởi vậy, việc hội quân sớm cũng là cơ hội để cho họ có thêm thời gian để thích nghi với những yêu cầu của ông Philippe Troussier. Các bạn thân mến, hai câu lạc bộ Futsal của Việt Nam sẽ chạm trán hai đội bóng đến từ Thái Lan và Malaysia tại bán kết giải Futsal Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2023. Tại giải Futsal mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 LS Cup 2023 thì 8 đội bóng được chia thành hai bảng, bao gồm mỗi bảng 4 đội. Trong đó thì bảng A có sự hiện diện của 4 câu lạc bộ là Sahako FC, Thái Sơn Bắc, Cao Bằng và Thammasat, đội bóng của Thái Lan. 4 đội còn lại sẽ so tài với nhau tại bảng B là Thái Sơn Nam, Blackpin United của Thái Lan, Selangor của Malaysia và Khánh Hòa. Sau 3 ngày thi đấu, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12 thì loạt trận cầu hấp dẫn diễn ra ở vòng bảng tại giải Futsal Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đã khép lại. Theo đó thì ở giải đấu này xác định hai cặp đấu xuất sắc nhất bước vào bán kết. Phía bảng A thì đại diện đến từ Thái Lan, câu lạc bộ Thammasat đã xuất sắc đánh bại Cao Bằng với tỷ số 6-3 ở lượt cuối, qua đó giành vé vào bán kết nhờ ngôi nhất bảng sau 3 trận toàn thắng. Tấm vé vào bán kết còn lại của bảng đấu thuộc về đội bóng của Việt Nam, câu lạc bộ Futsal Sahako đứng thứ nhì bảng A với 6 điểm. Trong khi đó thì tại lượt cuối ở bảng B, Selangor dễ dàng hạ gục Thái Sơn Nam của Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0, cán đích với ngôi nhất bảng và sớm có vé vào bán kết. Dẫu vậy thì đại diện của Việt Nam, câu lạc bộ Thái Sơn Nam vẫn có vé vào bán kết nhờ ngôi nhì bảng do Blackpin United và Savinet Khánh Hòa cầm chân nhau ở lượt cuối. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.